Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm các ông Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Dũng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu trước kỳ họp giữa năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu đã thông báo với cử tri phường Hòa Cường Bắc về tình hình phát triển chung của thành phố, một số nội dung liên quan đến kỳ họp giữa năm, kết quả xử lý giải quyết các kiến nghị giữa hai kỳ họp và hoạt động của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thời gian qua. Cử tri phường kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến tình hình dân sinh bất cập trong quản lý và sử dụng chung cư xã hội, tình trạng mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường tại một số tuyến đường điểm khu dân cư, việc sửa chữa hệ thống thoát nước, nạo vét cống rãnh, kênh mương, khắc phục tình trạng ngập úng kéo dài tại tuyến đường Tống Phước Phổ, đặc biệt là khi mùa mưa bão sắp tới. Và mùa mưa sắp tới rồi, bà con thì đang muốn là tự nâng cấp lên nhưng không biết cái chủ trương của thành phố như thế nào, mà nâng cấp lên thì nó lỗ chỗ quá, do đó đại diện cử tri xin ý kiến của chủ tịch thành phố và chủ tịch Hải Châu bao giờ được nâng cấp sửa chữa để cho dân biết. Nhiều ý kiến cử tri cũng phản ánh về tình trạng thiếu thuốc và bảo hiểm y tế, xem xét lại tính công bằng và những hạn chế trong chế độ chính sách cho các liệt sĩ, minh bạch hóa thông tin cụ thể hơn những khoản hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong phạm vi khu dân cư, tổ dân phố. Phải thông bố lại, tức là trong cấp phường thì là lớn quá, nhưng cấp tổ dân phố thì là những nhà ai đã được nhận. Đối tượng nào nhận bao nhiêu, như thế nào, cho công khai thì dân mới hết thắc mắc, nó mới công bằng xã hội và người ta mới phấn khởi được. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khẳng định những ý kiến đóng góp của bà con cử tri là cơ sở quan trọng để thành phố xây dựng các giải pháp thiết thực cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm. Với những kiến nghị hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các sở, ngành, thành phố nghiêm túc tiếp thu, có tham mưu đề xuất giải pháp cụ thể, đồng thời lưu ý người dân một số vấn đề. Vấn đề chính sách thì tôi nói hồi nãy rằng là thành phố rất là quan tâm đến cái vấn đề này, cho nên là chúng tôi tiếp thu và khi mà Trung ương cứ chưa có chủ trương thì thành phố cũng sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp cá biệt. Cái mùa hè này chúng tôi lo nhất là cái phòng cháy chữa cháy, như anh Thạch nói đấy, rất mong là bà con về các tổ dân phố quan tâm làm tốt cái công tác là phòng chống cháy nổ. Thứ hai là cũng kịp thời thông báo phát hiện tố giác tội phạm. Một số kiến nghị liên quan đến các vấn đề dân sinh kéo dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, các sở ngành tiếp tục tìm hiểu, có trả lời cụ thể với cử tri.